tinh thì mới có. Bin ơi, con nghiên cứu gì đây? Hả, nghiên cứu gì mà đố kệ đây? Ôi, đi ra mẹ xem nào, mẹ xem Bin nào. Sao đây? Hả? Ôi, con nghiên cứu gì mà đố kệ đấy, có sao không? Hả? Ôi, mẹ xem nào, tay chân có làm sao không? Hả? Mẹ xem cái tay nào. Ôi, con nghiên cứu gì mà đố được cái kệ của mẹ đây? Đấy, con nhìn thấy chưa? Này, con nhìn tay này. Có việc gì không? Hả? Có chạy một người đau không? Bin, sao? Hả? Có sao không? Mẹ xem nào. Hả? Đang đau hả? Có đau không? Mẹ bé nào. Đấy, thấy đau chưa? Đấy, con thấy chưa? Đây này. Đấy, con làm rơi vào vỏ cái điện thoại của mẹ chưa? Con thấy chưa Bin? Ô thôi. Đấy, điện thoại mẹ đang hư sẵn nữa rồi. Bây giờ con thấy chưa? Đây này. Đấy, vỏ rơi con lên màn hình nữa đâu. Con thấy chưa Bin? Hả? Đây. Đấy, vỏ cái điện thoại của mẹ chưa? Hả? Đấy, đồ chặn cả lên tay lên chân rồi, bị không có bị đau bị ấy được không? Bây giờ điện thoại của mẹ lại bị còn vỡ nữa đây. Con thấy chưa Bin? Hả? Con thấy con hư chưa? Con còn làm đấy nữa à? Hả? Bây giờ sao đây? Bây giờ điện thoại của mẹ vỡ rồi sao đây? Hả? Đi ra đây cho mẹ nhé đấy. Đi ra đây. Nào, đi ra đây nào. Nào. Đấy. Thấy chưa? Mẹ xem nào. Đứng lên cho mẹ nào. Con đứng lên. Đấy, còn không đứng nữa hả? Hả? Bây giờ con sao? Hả? Hôm nào biết nghịch đồ của mẹ thế? Bin. Nào. Nhìn mẹ nào. Nào. Bin nhìn mẹ nào, nhìn mẹ nào. Này, con thấy chưa? Con thấy điện thoại mẹ vỡ chưa? Bây giờ của mẹ lấy điện thoại nào mẹ dùng được? Hả? Con nhìn xem đúng vỡ chưa? Vỡ hết rồi đây này. Vỡ hết màn hình điện thoại mẹ đây này. Đúng không? Hả? Con hư lắm rồi đấy. Đấy, bây giờ nha, con nhìn xem. Đố cái này chặn lên người này. Chặn lên người còn chưa tính người bị đau nữa. Bây giờ còn hư điện thoại của mẹ nữa. Đúng không Bin? Đấy, con ngồi đấy đi. Ngồi đến đấy cho mẹ. Hư lắm rồi đấy. Con thấy chưa? Đổ hết đồ của con ra chưa? Hả? Bây giờ sao? Bin. Bây giờ sao đây? Hả? Hay là mẹ là thà con chứ gì? Hả? Bin. Đứng lên mẹ xem nào. Đấy. Bây giờ này, con nhìn này. Con nhìn chưa? Con thấy hư thì hỏng điện thoại của mẹ rồi sao đây? Hả? Bin. Hả? Bây giờ mẹ phạt con nhá. Bây giờ mẹ phạt nhá. Đấy, con ra ngoài đây con đứng đi. Đây này, con nhìn thấy đấy. Hỏng cái điện thoại của mẹ rồi đấy. Đi đi, thả ấp mặt vào tường đi. Đấy, làm hỏng điện thoại mẹ. Đi đây, ngay đây. Đấy, mẹ phạt con. Đấy, con đứng ấp mặt vào tường như vậy cho mẹ nghe chưa? Nhớ chưa Bin? Đứng yên đấy cho mẹ nha. Đấy, điện thoại mẹ hỏng đấy. Giờ ơi, lấy điện thoại nào dùng được đây? Hư lắm.